Liên quan đến vụ việc phá rừng pơ mu nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định đình chỉ công tác 3 cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang để xem xét và xử lý. Trong khi đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng thành lập chuyên án để điều tra không bỏ lọt tội phạm ba cán bộ gồm đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang Nguyễn Tấn Lạc cùng với chính trị viên và đồn phó phụ trách cửa khẩu Nam Giang bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ phá rừng pơ mù xảy ra trên địa bàn phụ trách. Ngoài ra, lực lượng điều tra hình sự của Bộ Tư lệnh cũng đang được điều động vào Quảng Nam để nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý đối với các cá nhân vi phạm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam để làm rõ vụ việc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đánh giá vụ phá rừng nằm trong địa bàn quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt tại khu vực biên giới nên đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu bao che, dung túng cá nhân vi phạm. Hiện công an tỉnh Quảng Nam đã lập chuyên án phối hợp với công an Lào xây dựng kế hoạch để huy động lực lượng khẩn trương tổ chức điều tra, củng cố chứng cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm.